Bất động sản miền quê xin kính chào quý cô chú, quý anh chị, quý nhà đầu tư trong nước và ngoài nước ạ. Dạ hôm nay em đi quay cho cô chú anh chị xem có miếng đất có tổng diện tích là 568 m² quý cô chú anh chị ha. Là 568 m² là gần 600 m² quý cô chú anh chị. Đất mình thì nằm trong khu dân cư, nhà cửa san sát hết quý cô chú anh chị ha. Thì nó cũng cần bê tông, cách bê tông có mấy khoảng chừng 100 m là đường bê tông rồi. Còn mình đi ra Bách Hóa Xanh, điện máy xanh, thế giới di động hoặc là đường dẫn DT774, đường lộ tỉnh lộ á, thì khoảng chừng vài trăm mét thôi. Bây giờ em sẽ quay chi tiết cho quý cô chú anh chị xem cái diện tích hình thù của miếng đất. Hồi nữa em sẽ chạy ra từ vị trí đất này, em chạy ra tới Bách Hóa Xanh, điện máy xanh cho quý cô chú anh chị xem hình dung luôn ha. Thì miếng đất mình hiện trạng là đường đất quý cô chú anh chị nha. Ranh giới là từ cái ranh giới cái nhà của cái cô bên cạnh này nè, đó từ đây nè. Đó, đường đất đó, ranh giới từ bên đó chạy dài qua bên kia hết đường luôn là 17 m 9 đi cô chú anh chị ha. Đất của mình là mặt tiền là 17 m 9, mặc dù nó là đường đất nhưng đường rất là to, với lại đã đóng tiền lên bê tông rồi. Thì những xã Phú Điền của em đó là xã Phú Điền, em được gọi là xã nông thôn mới nâng cao tiêu biểu của huyện, cho nên tất cả những trục dẫn đường ở trong xã đều là đường bê tông hết quý cô chú anh chị ha. Thì trước sau gì cũng lên bê tông hết, trong một thời gian thôi thì đã đóng tiền lên bê tông hết rồi, thì khoảng chừng tháng 5 tháng 10 gì đó, 5-10 tháng nữa, nói chung là trong năm nay quý cô chú anh chị ha, trong năm nay là sẽ lên bê tông. À, em nhắc lại nhất mình, mặt tiền của mình là dài ngang được 17 m 9 ha, 17 m 9, chiều dài do là cũng dài lắm anh chị ha, chiều dài do rất là dài, chiều dài do thì cũng được 45 m quý cô chú anh chị ha, 45 m. Tổng diện tích là gần 600 m². Đất mình bằng phẳng quý cô chú anh chị ha. Sát bên là thoáng hết. Bây giờ em chạy ra quý cô chú anh chị xem nè. Đường rất là to ha. Sát bên hai bên là nhà cửa san sát hết quý cô chú anh chị. Ở đây hơi bị đông vui luôn ha. Hơi bị đông vui luôn á. Nhà cửa quá trời quá đất. À, đất của mình là hiện trạng trên sổ đất mình đất trồng cây lâu năm nha quý cô chú anh chị. Khu vực này là đa số đều là đất trồng cây lâu năm hết nha. Nhưng mà quý cô chú anh chị thấy nhà cửa người ta cũng xây bình thường hết ha. Không có vấn đề xây dựng thì không có vấn đề quý cô chú anh chị ha. Mình xây cách bình thường thôi ha. Tại xung quanh quý cô chú anh chị thấy rồi đó. Nhà cửa san sát hết rồi. Đây là con đường bê tông quý cô chú anh chị ha. Bê tông cũng rất là to nha. Đường này là đi vô hướng sinh thái Bầu Sen. Còn mình chạy ra đây là mình sẽ đi ra đường tỉnh lộ DT774. Xe cộ người dân đông ha. À, sắp tới đường tỉnh lộ rồi nè, sắp tới là đến đường tỉnh lộ DT774, một trong những trục dẫn chính dẫn lên cao tốc Dầu Dây Tân Phú sau này. Rẽ trái là mình đi ra tới trường học rồi quý cô chú anh chị. Trường học cấp 1, cấp 2, sắp bên ha. Trái mình là chọn cấp 2 nè. Chạy xíu bên phải mình là nhà thờ. Xanh là biết cô chú anh chị ha, Bách Hóa Xanh chợ. Chạy lên xíu nữa ba, chạy lên chợ xíu. Bách Hóa Xanh nè. Rồi chạy lên tới chợ thôi. Chạy
một xíu nữa tới chợ, đây trái mới là chợ cô chú anh chị ha, đây chợ Phú Hòa ha.